Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Em xin mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ cầu Tên Cựu, đường 10 An Não, Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra quốc lộ 10. Đối diện nối luôn. Ngày hôm nay thì Khả Năng Ô Tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe mà mọi người rất là thích. Đó, chiếc Ford Ranger. Vì sao? Vì nó là chiếc xe bản đủ túi khí và ABS, phanh nan răng đúc, giá nó rất là rẻ thôi, 125 triệu để anh em các bác kiếm xe đi lại tránh dịch, và nó bền bỉ thêm 5 tháng thời gian, nó rất là đẹp, xuất sắc luôn. Màu vàng cát, tên tư nhân biển Quảng Ninh, chính chủ luôn nha anh em, mua chính chủ nhá. Đó, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Bốn quả nan răng đúc rất là mới và nó sơn xi căng đét luôn, màu vàng cát cực kỳ đẹp, rất là màu ưa thích của tất cả mọi người. Chiếc này anh em có thể về làm xe dịch vụ được nếu anh em không ưa chuộng cái hình thức anh em ạ, thực sự luôn. Tiền nào của đấy thôi. Thì với cái dòng xe mà anh em không ưa chuộng hình thức thì anh em sẽ được một chiếc xe giá rất là rẻ và êm. Đó. Đời thì đời 202 anh em nhé. Ford Ranger đời 202, tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Chiếc này hiện tại bên em đang bán 125 triệu đồng báo hồ sơ thôi. Rất là sạch đẹp, sơn xi căng bóng, nét căng luôn. Không lỗi nhỏ, không đâm đụng ngập nước. Tên tư nhân và không có tranh chấp pháp lý pháp quyền thì anh em nhé. Báo rút hồ sơ cho các bác là giá 125 triệu đồng. Về chiếc này thì tổng quan bên ngoài anh em nhìn thấy sơn xi căng đét luôn, màu vàng cát, một màu xuân xuân luôn. Xe form rất là đẹp, form dáng rất là tươi mới và đẹp luôn. Form mới, nó có đèn ống rồi anh em ạ. Nhìn rất là đẹp luôn. Na răng đúc, nó 4 quả mới, khá là mới, có ABS và túi khí. Phệ khống phanh ABS 4 bánh, phanh địa 4 bánh luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, bản đủ mà. Giá thì cực êm 125 triệu đồng và các bác có thể lên kiểm tra trên 4bánh.com. Rất nói chung là cái dòng này cũng anh em có thể anh em là mới nhưng mà không có mà mua đâu, vì nó là cái phiên bản giới hạn, nó rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác với tầm tiền này. Nhưng để một chiếc xe chất và chắc và chất nhá thì anh em sẽ hướng đến chiếc này hơn. Chiếc này là đời 202 và nó động cơ nó chỉ có 1.6 anh em ạ. Các bác nào chọn mua về xe làm xe gia đình thì anh em khuyên các bác nên chọn một chiếc Ford Ranger với giá tầm hơn 120 triệu đồng thôi. Anh em có thể sở hữu một chiếc xe mà nó rất là đẹp như này. Anh em có thể nhìn thấy cái form dáng của nó cực kỳ yêu không ạ? Đây em quay hướng các bác nhìn. Đó. Ngay cả cái việc cái cản đằng sau kìa, cái gì nhỉ? Cái mặt ca lăng đằng sau anh em nó cũng chế thành rất là đẹp luôn. Anh em nhìn này. Đấy, chiếc xe nó đẹp như này, xuất sắc như này. Về form dáng kiểu sau nó rất là thể thao luôn. Đây. Xuất sắc luôn nhá. Giá bán chỉ có 125 triệu thôi. Động cơ 1.8 bản đủ thì 1.8 anh em ạ. 1.8 thì xăng nó tầm khuôn tầm 7-8 lít trên 100 km. Đấy là nói thật, chứ không có chuyện nói điêu nói ngoa anh em nhé. Vậy thì anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó cứ phù hợp với khuôn tiền của mình thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô để lấy chiếc xe này với giá 125 triệu đồng về làm xe gia đình. Đó, các bác các chú nào mà thích cái dòng này thì tìm hiểu cái dòng này. Hôm nọ các bác rất nhiều bác muốn hỏi dòng này, vì sao? Vì nó rất là chất. Nó không khác gì một chiếc Corona Antit anh em nhé. Không khác gì một chiếc Corona Antit cả. Nó đẹp hơn rất là nhiều vì nó gầm bệ chắc lịch. Chạy các bác cảm giác không có một tiếng động nào luôn, vì nó rất là đẹp, bền bỉ theo năm tháng. Đồ đạc thì nó nhiều, nó không có vướng gì thay đồ thay đạc nhé. Đời thì đời 202 thôi, nhưng mà nó rất là rẻ, chỉ có 125 triệu đồng. Cam kết các bác này, mua chiếc này về anh em không bao giờ phải kêu một câu nào luôn. Không bao giờ phải kêu một câu nào luôn vì chất lượng xe. Đấy là cam kết của em, là không có đâm đụng một ngập nụt gì anh em nhé. Đó, xe bản đủ, túi khí và phanh ABS cơ mà. Giá hợp lý cho mọi người lựa chọn. Đi một vòng quanh xe thì anh em nhìn thấy rồi, không hề có lỗ nhỏ nào, xước sát sơn xi vừa quay lại toàn bộ luôn, nên là sơn nó rất là căng và đẹp, bóng mịn. Sơn này thì Gara Auto Mạo Khê sơn nhé anh em nhé, một địa chỉ gara nó là sơn hãng rồi, Camry, Lexus, Audi người ta vào đấy sơn, nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sơn của chiếc xe này. Đảm bảo các bác một đôi năm nữa anh em không phải sơn lại, không phải tiệm tỉa gì hết, trừ khi các bác nào vui tính các bác là quẹt quọ quẹt thôi thì phải tỉa sơn thôi, chứ còn nguyên cái màu sơn này thì anh em an tâm một điều là 1-2 năm nữa anh em không phải làm sơn nhé. Nó rất là sạch đẹp luôn, không phải xước sát gì hết, không bong chóc gì hết, vì nó rất là đẹp, vì anh em làm nền rất là đẹp, làm nền theo sơn hãng luôn. Đây thì em sẽ cùng đi vào khám phá cái phần nội thất của chiếc xe để các bác biết cái chiếc xe này nó đẹp mức độ nào như nào, thì nó có những cái gì thì em sẽ cùng đi khám phá luôn. Đấy, ui, cửa mở anh em nhìn này, cửa này, cửa anh em đến mở trực tiếp nhé, mở nhẹ phát ăn ngay anh em nhé. Đây đó, bản đồ thì có cả gương cụp xòe luôn anh em ạ, có cả gương cụp xòe luôn, cắm chìa khóa vào sẽ được thử cái này, gương cụp xòe đầy đủ hết này, cái tắp ni bọc da màu đỏ, cái này là nguyên bản theo xe nhá, nó không hề mòn luôn, rất là sạch đẹp luôn anh em nhìn này. Nó keo chỉ cánh cửa đầu tiên này zin đét 100%, không mất phần nào luôn. Đây, cam kết của em nó thể hiện hết những cái đường gân chỉ, keo chỉ này, rồi cái cột kèo anh em nhìn này, em bóc cột luôn cho anh em ngắm. Đây, cột zin nó như này anh em nhìn thấy không? Đó, zin đét 100% luôn, cho các bác ngắm này. Đây là túi khí của nó nhá anh em ơi, túi khí đây.
phanh ABS 4 bánh, bộ phanh đĩa 4 bánh và ABS luôn. Ghế bọc da, chân nỉ nguyên bản, hai đèn trần. Đó. Bản đèn trần đây, à, một đèn trần thôi. Bản đủ. Đây. Đó, quá là ok luôn anh em nhìn này. Gương kính chỉnh điện, đây là nút bấm gương kính chỉnh điện nhé. Đó. Bọc da sạch đẹp luôn, dán da. Không cần làm gì thêm cả, nội thất rất là rộng rãi. Đó, ghế bọc da màu vàng, ghi vàng thì bên ngoài nó phù hợp, bên sau có cửa gió điều hòa đấy kìa. Đó. Không cần lỗi gì, không có lỗi gì bể chê luôn anh em ạ. Bóc luôn cái phần cột kéo này cho anh em ngắm này. Đấy. Nguyên zin luôn, nguyên đai nguyên kiện mà không mất phần nào luôn. Đó. Đấy là cam kết rồi. Cái thương hiệu và cái uy tín thì nó thể hiện ở những cái cam kết của anh em. Anh em các bác đến từ xa không bao giờ mất việc luôn. Cột kèo hai cánh cửa đầu tiên là zin 100% luôn nhé. Em sẽ tiến sang cái phần đằng sau. À, cua lốp đây, anh em nhìn này, phần cua lốp nhé, không hề mục mọt một tí nào luôn. Cua lốp không hề mục mọt này, chỉ có mấy cái khoan vít bắt cái nhựa nhựa thôi chứ còn không hề mục nhá. Bên trên cũng vậy, nốt đánh nốt rất là sâu đây, em mất con tay luôn mà này. Đó, phanh ABS 4 bánh. Quá sạch đẹp cho một chiếc xe. Đây. Na đang đúc mà lốp náp mới, phanh ABS 4 bánh này, có cả phanh đĩa đằng sau luôn. Đó. Đây. Keo chỉ zin hết này anh em nhìn thấy chưa? Có một chút han han ở dưới này thôi chứ còn nguyên hết nhá. Một tí dấu hiệu là gọi là tí nước nó chảy han han thôi chứ còn không có mục mọt gì. Đó, đây. Nhìn này, cua lốp không hề mục mọt, rãnh lốp thì sâu. Đó. Rồi lốp Continental này, lốp đẹp luôn anh em ạ. Đây, chiếc xe nó đẹp như này, xuất sắc. Xuất sắc luôn anh em nhé. Giá bán 125 triệu một chiếc xe xuất sắc luôn. Đây. Keo chỉ cánh này cũng zin 100% luôn. Không mất phần nào luôn. Vô cùng sạch đẹp. Đó, bóc lốp cái cột này cho anh em cùng đỡ phải lăn tăn nhé. Đây. Đỡ phải lăn tăn luôn. Nguyên zin hết, không mất phần nào. Quá sạch đẹp với chiếc xe. Tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Và giá chỉ có trên 100 triệu đồng, 125 triệu đồng thôi. Còn bao rút hồ sơ cho bà con nữa. Bác nào không thích rút hồ sơ thì có giảm giá trực tiếp cho các bác vào giá bán nhé. Giờ em sẽ để lộ chiếc xe này lên. Đây. Bản đủ. For này, túi khí này anh em nhìn này. Để phát ăn ngay anh em nhé. Thấy chưa? Đó. Xem phần máy gầm của nó như nào. Đó, điều hòa đây, đã bật rồi, AC đã bật rồi. Đấy, lạnh thấu tay luôn. Đây là mức chiều gió này, anh em vẫn còn chưa bật hết nước nhé. Cho hết cỡ xuống là chắc nét căm luôn anh em này. Về phần nhạc nhẽo thì có cái đầu DVD này. Đầu DVD thôi, anh em có thể nắp thêm cái màn hình hoặc là anh em sẽ bao cái màn hình cho anh em khi anh em mua chiếc xe này. Nắp thêm cái màn hình vào thì trông nó xe nó khỏe khoắn hơn và nó đẹp hơn. Màn hình cam nùi nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đây. Giá thị trường anh em tầm 130 anh em nhé. 130 thì anh em cũng bán giá thị trường thôi chứ không có bán cao. Vậy thì anh em nào mà thấy chiếc này nó cứ phù hợp thì anh em có thể lấy về anh em làm đi, xe gia đình cũng như là xe dịch vụ kiếm thêm thu nhập. Đó, xe đẹp không lỗi. Rất là phù hợp cho các bác vì anh em nó ưa thích màu bằng cát thì màu này nó cực ok luôn. Đây. Đây là phần kính chỉnh điện này. Gương cụp xòe luôn anh em nhìn thấy không? Bản đủ mà. Gương cụp xòe luôn nhé. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Tự cụp tự xòe luôn. Đấy, rất là sướng này, kính auto luôn này. Bản đủ. Không khác gì một chiếc Altis, đẹp hơn cả Altis anh em ạ. Anh em lấy chiếc này thì nó rẻ hơn rất là nhiều mà nó đẹp hơn. Vì nó em thích cái form dáng của nó hơn cái chiếc Altis một tí. Đó, đây. Thì em sẽ cùng quay. Chiếc này thì chắc chắn là không có taxi dịch vụ gì rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm này. Nó đẹp xuất sắc luôn. Đây nhé bà con. Đây. Bà con nhìn này. Keo chỉ cabo là nguyên zin 100%, có vết nứt một tí sơn thôi. Còn đâu là nguyên zin hết này, anh em nhìn thấy không? Đó, nỉ cách nhiệt cabo còn nguyên này. Máy khô cực kỳ khô này. Máy khô không hề rung giật nhé anh em. Khô không hề rung giật luôn, máy cực êm. Đó. Tai đèn đây. Tai đèn ở ốc ụ này, rồi đấy, mấy cái phần đầu răng này còn nguyên hết, không đâm đụng gì. Nguyên hết này. Máy nổ êm, điều hòa mát. Không có lỗi nhỏ. Đó. Bao rút hồ sơ cho anh em, giá chỉ còn 125 triệu thôi. Máy cực êm luôn nhé. Đó, sạch đẹp. Đấy, bộ ABS kìa. Đấy, khi một khi điều hòa đóng ngắt thì máy nó trở về trạng thái không bật quạt gió, nó êm tuyệt đối luôn.
Máy nổ thi thầm luôn nhé. Dạ vâng, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe mà giá rất là rẻ, 125 triệu đồng, đời 2002, tên tư nhân biển Quảng Ninh, giá bán 125 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip em. Xin chào, gặp lại.